bán buôn ế ẩm quá. Bởi vậy ta nói, nhà sản xuất cứ đưa ra mấy ba cái đồ cũ này bán sao được, bởi vậy ế dễ sợ. À, trời ơi, nhức quá. Biết vậy, hôm qua không tập tạ làm gì đâu. Cảm ơn em. Em anh cứ lựa đồ đi nha. Ừ. Em ơi. Dạ. Nhà em có chị hay là em gái gì không? À dạ không, nhà em chỉ có một mình em thôi là đủ rắc rối lắm rồi, ba má không dám đẻ thêm nữa. Anh biết mà, trên đời làm gì có hai thiên thần chứ. Vui thôi, đừng vui quá. Lựa đồ tiếp đi anh. Em ơi. Dạ. Trời ơi. Trời ơi, anh có sao không? Không, té không đau, em đạp tay anh mới đau. Đau tay quá em ơi. Thật sự á, trong đầu của em chưa bao giờ hình dung tới cảnh này. Gì hả? Anh đau lắm hả? Đau lắm. Ráng chịu đi anh. Anh ơi, sao mà anh yếu đuối quá vậy? Anh cứ té hoài vậy. Để em bế anh lên nha. Anh đã lên rồi. Em ơi. Dạ. Thôi, anh cứ lựa đồ đi nha. Em đi làm việc đây. Em ơi. Dạ, nè, đồ của anh em để đây nha. Em ơi, em. Hả? Ê. Sao mà em cứ nắm là anh giật ra, em nóng là anh giật ra. Em phải nóng. Nhưng em không được nắm. Em không có nên mua bọc ni lông làm gì. Ủa tại sao không nên mua anh? Trời ơi, mua vừa tốn tiền mà không có cần thiết. Trời ơi, tại sao tốn tiền mà không cần thiết? Em ngu quá, anh nói em nghe. Trời đất ơi, anh chửi em ngu. Anh xin lỗi, anh nói em nghe nè. Bây giờ mua tốn tiền, bây giờ chút nữa tính tiền, người ta cũng cho em mà. Quả thật, anh là người rất thông minh. Những người ít tóc như anh thường rất thông minh. Sẵn đây em nói anh luôn, ở đây đẹp, có nhiều đồ khuyến mãi lắm. Anh mua đi, sẽ rất có lợi danh. Đặc biệt là thuốc mọc tóc. Em đi làm việc nha. Trời ơi. Ra. Hả? Ra đây. Đi đâu? Đi ra đây. Trời ơi, mới gặp nhau mà anh rủ em đi nhanh quá vậy. Đi ra đây. 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 Em ơi, em mới đi siêu thị lần đầu hả em? Camera gắn khắp nơi, em vô đó người ta tưởng em ăn cắp tiền hay sao? Đâu, em phải vô lấy tiền đi chứ. Trời ơi, vừa ăn cướp vừa la làng bà nội. Nhưng mà em phải đi vô lấy tiền. Trời ơi, em ơi, không có được, vô đó là người ta thấy được, camera khắp nơi. Nhưng mà sao anh thắc mắc là ở cái siêu thị lớn vậy nè mà không thấy nhân viên đâu hết. Thật ra à, siêu thị tự động. Là sao? Không hiểu hả? Không. Là giờ nè, tự động, mình tự động lấy đồ. Ừ. Rồi mình tự động lại đây, tự động bỏ vô máy tính tiền. Rồi mình tự động, mình lấy tiền ra, mình để lên đây. Rồi mình tự động, mình lấy hàng, mình đi về. Không phải anh ơi, vậy là anh không biết rồi. Để em cắt nghĩa cho anh hiểu nha. Đối với một cái siêu thị lớn như vậy, chúng ta phải cần có rất nhiều nguồn nhân lực để tạo thành một cái công ty và một cái siêu thị như vậy, đúng không anh? Và em là một trong những người đó. Mình tự động, mình bỏ vô không, máy tính tiền. Không, em nè. Là nhân viên tính tiền. Là sao em nói là sao anh không hiểu? Là mà. Anh mua hàng thì em sẽ tới đây tính tiền và thu tiền của anh rồi em gom tiền đi về. Ủa chứ không phải em là khách hả? Dạ không, em là nhân viên. Vậy hả? Thôi anh cứ mua gì rồi đem lại đây em tính tiền cho anh nha. Anh ơi, sao anh cứ chạy lẫn quẩn trong siêu thị của em hoài à mà vẫn chưa mua được món nào? Từ từ. Mua đồ phải cho lựa chứ trời. Dạ, để em vừa tính tiền cho anh nha. Trời ơi, khách hàng là thượng đế mà. Tít. Rồi bỏ xuống nó dưới đó giùm em. Siêu thị lớn mà xài máy tính tiền bằng miệng hả em? Dạ không, em chỉ theo âm thanh cho nó sống động à, thôi. À, minh họa. Dạ, được rồi, để em bỏ vô bịch ni lông cho anh nha. Em, bây giờ em bỏ mọi thứ vô mỗi bọc giùm anh. Ủa, tại sao mình phải bỏ mỗi thứ vô mỗi bọc? Mình có thể bỏ hết tất cả vô một bọc được mà anh. Nhưng mình mà anh chỉ muốn. Nên xài một cái thôi. Anh muốn như vậy. Anh hiểu không? Xài một cái nhưng mà nó đầy. Khách hàng là gì? Thượng đế. Làm theo. Ok. Rồi. Nhưng mà anh ơi,
bỏ mọi thứ vô mọi bọc. À, thì ra là cái điều này là cái điều lúc nãy anh dạy em đúng không? Nhưng mà hồi nãy là anh giỡn thôi, còn bây giờ là anh mua giùm người ta, nên là phải bỏ riêng như vậy, em hiểu không? Thôi được rồi. Khách hàng là thượng đế mà sao em hỏi hoài em vậy em? Sẽ làm mà, em sẽ làm mà. Rồi, mỗi thứ rồi. Một bọc. Rồi, thêm mấy cái bọc nữa em. Bớt nói đi nè. Nè. Rồi. 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 Rồi xong chưa? Dạ, cái quạt không có bịch lớn, anh cầm giùm em nha. Rồi, ok em. Dạ. Rồi bây giờ em cho anh một cái bọc lớn, bỏ tất cả những thứ này vô trong đó cho anh. Trời đất ơi, anh ơi. Khách hàng là gì? Thượng đế. Làm theo. Oan ức gì mà khóc. Đó. Anh có biết môi trường bây giờ ngoài đang rất là ô nhiễm. Mà anh còn làm như vậy anh không giúp được gì cho môi trường hết. Môi trường chứ không phải nhà ba má em đâu em khóc. Anh phải biết yêu môi trường chứ. Anh lẹ làm lẹ đi nè. Thiệt luôn á. Rồi bỏ anh vô luôn. Ê anh ơi, cái này cái máy tính tiền của vậy em. Vậy hả? Dạ. Cũng được anh. Rồi. Rồi cảm ơn nha. Em ơi, đừng, anh đau. Anh có sao không, anh có sao trời không? Ủa sao trời vậy anh? Cái vai chắc bị trẹo rồi. Anh biết sao cái vai anh đau à, ai biết? Đó là cái do cái bịch hàng này nè. Là sao? Anh cầm như vậy, anh cầm nặng như vậy. Mà anh xách một bên, thì anh đi cành điển như vậy là đau dai, là đúng rồi. Vậy bây giờ xách một bịch như vậy nó mới gọn chứ. Chẳng lẽ giờ một cái bịch vậy mà mình quả như ba cái ba lô. Anh muốn gọn mà hồi nãy anh xin nhiều bịch làm cái gì? Anh có biết là nhiều bịch ni lông như vậy nếu mà thải ra môi trường sẽ làm gây ô nhiễm môi trường, rồi lúc đó mình hít vô không khí là mình sẽ bị bệnh đó. Nhưng mà mấy cái bọc này anh xin về anh cũng xài chứ anh có dục đâu. Nhưng mà em không muốn anh là đi siêu thị mà anh xin nhiều bịch ni lông như vậy là không có tốt. Thôi anh xin lỗi, giờ phải làm sao đây? Nè, mai mốt á, đi siêu thị bớt xin bịch ni lông đi. Với lại á, là bỏ thói quen xách đồ nặng một bên. Túi ni lông từ trước đến nay luôn là vật dụng thân thiết với mỗi người vì tính tiện dụng. Nhưng bên cạnh đó thì hẳn ai cũng biết được sự độc hại của nó đối với sức khỏe và môi trường sống. Túi ni lông là một chất thải rất khó phân hủy. Vì vậy, hãy hạn chế thói quen xin thêm túi ni lông khi đi chợ hoặc đến siêu thị để góp phần bảo vệ môi trường. Bản thân túi ni lông là một chất thải tái chế, luôn chứa thành phần độc hại. Vì vậy, thay vì dùng túi ni lông, bạn hãy thay thế bằng những chiếc túi thân thiện với môi trường như là túi giấy hoặc giỏ nhựa, vì chúng bền và có thể dùng lâu dài. Còn những ai có thói quen xách đồ nặng một bên tay thì bỏ ngay đi nhé! Bạn hãy theo dõi những chỉ dẫn sau đây để biết cách xách đồ thế nào cho đúng nhé! Đừng xách đồ một bên. Nhiều người vì thích gọn gàng nên luôn duy trì thói quen này, nhưng nó rất có hại. Hãy chia đồ ra làm hai túi và xách hai bên tay để tạo sự cân bằng cho vai. Trọng lượng của hai bên túi phải bằng nhau, không nên xách một bên nặng hoặc một bên nhẹ. Không nên vừa xách túi vừa ôm đồ, nếu được hãy bỏ hết vào hai túi và xách trên tay, chứ đừng vừa xách vừa ôm, bạn sẽ mỏi vai và lưng lắm đấy. Anh thấy người anh tệ quá. Anh nói thiệt anh cảm ơn em. Từ lúc mà cha sinh mẹ đẻ tới giờ, không có ai mà quan tâm chăm sóc cho anh như em vậy. Anh nói thiệt, anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Trời ơi, nếu mà không có em, anh không biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu. Anh nguyện đêm nay anh sẽ ở lại đây để mà anh trực với em. Ủa anh tính đêm nay anh ở lại thiệt á hả? Cái cô gái hồi nãy đâu rồi? Cô đi rồi, em là làm ca đêm, em mới thay ca cho cổ. Ủa đi lâu chưa? Cũng lâu rồi đó. Em ơi, chờ anh em ơi. Không tính ở lại đêm nay hả anh? Anh biết sao không? Em quen bế người ta lên giường rồi, nhưng mà ở đây không có. Cái này là trong kịch bản có, em không hề nói theo bớt.